Bây giờ muốn thay cái tay tháo này ra, tháo cái miếng nắp này ra, rồi tháo cái trục cao su này ra, tháo cái miếng sắt này ra, tháo cái miếng sắt này ra và mới gắn cái chiếc RF ở đây được ha. Bây giờ mình thao tác ha. À, muốn tháo cái này ra thì phải nhấn vô cái chốt này, nhấn vô cái chốt ngoài chốt đây. Ngăn vô cái chốt đây nè. Mới đẩy ra thì mới kéo cái miếng này ra ha. Xong cái việc nâng cấp kích RFID cho máy Jabra ZT410 tương tự như là 411, 421, 420. Rồi, ok. Tắt kích RF cáp cái nối này, cái socket này.
cái chốt mà để mở để lấy cái nắp trước nè, chốt để mở lấy cái nắp ở nhà đó, chốt đây ha, các bạn lưu ý ha, chỗ này là chốt để lấy trục cao su ha, cái RF nó chỉ gọn nó bên một cái miếng này thôi. Có cần qua thay đổi sang giấy mắt không? Không cần, cái đó không cần. Chú ý là calip tắt cái chế độ standby của nó rồi đó. Dạ. Thử coi nó còn bị chip mà rẻ lâu. Cái giấy này để calip hả? Mình nó có chip này nè. Chip. Nó đọc cái chip đó. Còn cái giấy này thì mình in được thường giấy đó, rồi mình lấy cái giấy để mình test thôi. Nội dung gì đó lên đây mà nó clip xong rồi. Nhưng mà sao nó ngộ quá đó. Chuyện rồi chứ. Trước đó anh phải mở lên anh in rồi, chứ đâu có làm gì đâu. Đâu phải trước đó mình làm gì đâu, đúng không? Nãy mình đã máy rồi mà không mới mở lên anh in rồi. Chứ con khác nè, 30C7 đúng không? Giờ fix ra con khác nè. Đọc lại nè. 2942 nè. Fix nè. Đọc lại nè.
0014 nè. Nhưng mà cái cụm giấy chuyên dụng ha. Cái máy có chip chỏng nhá. Tức là cái lỗi đó, cái lỗi. Cái loại này là có luôn, tự động làm sẵn làm sẵn. Rồi, ok, phần test cái clip ARF xong ha. Còn để ý nhìn chip này ha. Nhìn chip nằm đây ha. Nguyên cái vòng vòng quặng quặng này là anten, là anten đó. Đó là cái anten. Cái anten của con chip này. Anten của con chip này. Còn trên bản thân trên cái đầu độc, cái phần độc ở đây á, nó cũng là một cái anten. Bản thân cái miếng này nó cũng là một cái anten ha. Khi nó độc thì nó sẽ phát sóng. Thì nó ứng lại cái anten của thằng này, nó tạo ra một cái điện áp trên cái con chip này. Khi đó nó sẽ đọc được cái tín hiệu của con chip này. Phải đi qua cái đầu này nó mới tạo. Đúng rồi, đúng rồi. Đi qua cái đầu. Rồi, ok.